Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 110. Phỏng vấn đặc biệt. Ăn chay là bớt gánh nặng cho linh hồn. Vấn: ngũ giới mà thiền sư nói trong cuốn sách biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ, tránh sát sanh, có bao gồm ruồi, mũi, gián không? Sư phụ: nếu tránh được. Nếu không thì dĩ nhiên con người quý hơn côn trùng. Chúng tôi không có cực đoan. Tôi chỉ khuyên mọi người giữ nhà cửa cho sạch sẽ, để khỏi cần phải làm luôn cả mấy chuyện này. Vấn: không nói dối, tôi nghĩ điều đó đúng đối với hầu hết các tín ngưỡng. Sư phụ: đúng vậy. Vấn: không được lấy cái gì mà không phải của mình. Sư phụ: đúng, không trộm cắp, nó có nghĩa là như vậy. Vấn: không tà dâm. Sư phụ: không ngoại tình, giống như điều răn trong thánh kinh. Vấn: và không hút thuốc. Sư phụ: không dùng ma túy, ngay cả thuốc lá nếu có thể được. Nhưng ma túy xì ke là quan trọng nhất. Ma túy và rượu rất độc hại cho quý vị. Còn thuốc lá thì bỏ từ từ. Vấn: trở lại giới thứ nhất không sát sanh. Có một câu nhỏ kèm theo nói rằng việc giữ ngũ giới này đòi hỏi phải ăn chay trường, không trứng. Có thể nào một người không thấy được Thượng Đế nếu họ không ăn chay? Sư phụ: không, quý vị cũng vẫn có thể thấy được Thượng Đế, chỉ là càng lên cao chừng nào thì chúng ta càng nên bỏ bớt hành trang. Năng lực của loài vật có khuynh hướng kéo chúng ta xuống, cho nên tốt hơn hết là tránh ăn thịt nếu muốn linh hồn mình bớt nặng. Chỉ có vậy thôi. Nhưng dù không ăn chay đi nữa, chúng ta vẫn có thể thấy được Thượng Đế ngay tức khắc. Những người đến với tôi, đêm đầu tiên hay ngày đầu tiên, chưa có ăn chay, nhưng cũng có thể thấy được Thượng Đế ngay lập tức. Tôi phải cho họ thấy để họ tin, và rồi dĩ nhiên khi họ tin vào Thượng Đế, và khi Thượng Đế đi vào linh hồn họ lần nữa, họ sẽ được tịnh hóa hơn. Họ cũng sẽ vui mừng và sẵn lòng ăn chay kể từ hôm đó trở đi. Hãy nhớ rằng Thượng Đế là tình thương vĩnh cửu. Vấn: Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ngài muốn mang thông điệp gì đến cho thính giả? Sư phụ: hãy nhớ đến Thượng Đế. Cho dù quý vị không thấy Ngài, Ngài mãi mãi khoan dung. Ngài không phải là một Thượng Đế trả thù. Ngài không phải là Thượng Đế tị hiềm. Ngài là tình thương vĩnh cửu. Ngài mãi mãi thương yêu, tha thứ. Cho nên khi qua đời, quý vị phải nhớ rằng Thượng Đế chỉ có một, và Thượng Đế mãi mãi yêu thương quý vị. Hãy ghi nhớ điều này để quý vị được lên thẳng thiên đàng. Đừng có tin vào địa ngục, đừng tin vào sự trừng phạt từ Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn thương yêu quý vị, không cần biết quý vị là ai, làm gì, bởi vì quý vị là Ngài. Vấn: một câu hỏi cuối cùng. Một người thấy gì khi họ thấy Thượng Đế? Sư phụ: họ có thể thấy được nhiều khía cạnh của Thượng Đế bởi vì Thượng Đế là vô hạn. Chẳng hạn như một khía cạnh là ánh sáng, một khía cạnh khác là cách Ngài nói với quý vị. Ngài truyền trí huệ cho quý vị qua giọng nói nghe như tiếng sấm, qua giọng nói nghe như tiếng hải triều, giọng nói nghe như tiếng nhạc. Giọng nói làm dịu linh hồn, tĩnh lặng tâm thần, khai mở trí huệ, và làm Thượng Đế yêu thương chăm sóc mình, làm quý vị trở thành một thánh nhân, làm quý vị trở thành một thiên nhân như trước. Nhưng quý vị cũng có thể thấy được Chúa Giêsu hay Đức Phật, các vị đại diện của Ngài, các vị minh sư thời xưa, nói chuyện với họ và học hỏi từ họ. Chúng ta từ đâu đến nếu không phải thiên đàng? Vấn: thiền sư nói về thánh kinh, nhưng tôi đọc tiểu sử của thiền sư thì thật ra thiền sư không phải là người theo Công giáo, không phải theo Phật giáo hay bất kỳ đạo gì, nhưng thiền sư lại trích lời trong thánh kinh. Sư phụ: tôi là tín đồ của tất cả các tôn giáo bởi vì tôi đã thấy rằng tinh hoa của mọi kinh điển đều hướng về một điều, đó là chúng ta có một Thượng Đế. Thậm chí chúng ta không cần thánh kinh mới biết được điều này. Chắc chắn phải có một đấng tạo ra tất cả những thứ xinh đẹp mà chúng ta thấy được bằng mắt trần. Nhưng còn có những thứ khác đẹp hơn vậy nữa
mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt huệ. Vâng, chẳng hạn như, sư phụ, chẳng hạn như chúng ta có thể lên thiên đàng, thấy phong cảnh, đời sống và những chúng sinh ở đó đẹp hơn gấp ngàn lần. Vâng, sao chúng ta biết được, có ai đã lên đó và trở về kể lại chưa? Sư phụ, chúng ta có thể lên đó bất cứ lúc nào. Ý tôi muốn nói là những người tu hành pháp này, có một con đường để trở về đó. Chúng ta đã từ con đường ấy xuống đây. Nếu chúng ta từ thiên đàng tới đây, thì chúng ta phải về lại đó được. Vâng, nhưng làm sao biết được là chúng ta từ thiên đàng tới đây? Sư phụ, chúng ta có thể tự chứng tỏ điều này bằng cách về đó nhìn xem. Chúng ta còn từ đâu đến nữa? Nếu không từ thiên đàng đến thì từ đâu đến? Từ địa ngục đến hay sao? Chúng ta là con cái của Thượng Đế. Chúa Giêsu đã bảo vậy. Đức Phật đã nói như vậy. Mohammed nói như vậy. Thậm chí chúng ta còn có thể tự mình chứng minh được điều đó. Nếu Thượng Đế tạo ra chúng ta, thì chúng ta là con của Thượng Đế. Chúng ta phải đến từ thiên đàng. Vâng, rất nhiều người không tin Thượng Đế và không tin rằng Thượng Đế đã sinh ra chúng ta. Sư phụ, đúng vậy. Tôi không tranh luận với những người này. Sớm muộn gì rồi họ cũng phải tin. Có thể họ tin trong lòng, nhưng không muốn thú nhận. Đôi khi khác người cũng là một cái mốt, không sao. Vâng, bây giờ tôi xin vào đường dây điện thoại. Tôi đang tiếp chuyện cùng Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, người sẽ tham dự Hội nghị Tôn giáo Thế giới. Ngài là một diễn giả rất rất là nổi tiếng. Ngài chu du khắp thế giới để thuyết giảng về khai ngộ, nói về Thượng Đế và tìm cách thuyết phục mọi người, chỉ cho họ con đường mà họ cũng có thể thấy được Thượng Đế. Vâng, không biết thiền sư có nghe được ý của người gọi vào không? Sư phụ, không rõ lắm. Vâng, đại khái người đó nói rằng bất kể chúng ta tin vào huyền thoại nào về vấn đề tạo hóa, tin vào chuyện cổ tích nào hoặc điều gì đi nữa, đấng tạo hóa cũng có trong mỗi chúng ta và mỗi người sẽ tìm thấy được Ngài theo cách riêng của họ. Sư phụ, đúng vậy, điều đó đúng. Biết Thượng Đế dễ hơn là thở. Vâng, vậy thiền sư sẽ thuyết giảng và mở các buổi học tập. Thiền sư sẽ làm gì tại các buổi học này? Sư phụ, có lẽ tôi sẽ giới thiệu mọi người cách chắc chắn nhất để đến thiên đàng. Nếu người ta thích và sẵn sàng muốn biết về nguồn cội của họ, muốn biết cha hay mẹ của mình, thì tôi sẽ chỉ cho họ bằng một cách thực tiễn nhất. Chúng ta sẽ cùng ngồi xuống để Thượng Đế bên trong hai người liên kết với nhau lại một lần nữa. Vâng, thiền sư nói nghe dễ quá. Sư phụ, bà cứ tin tôi đi, nó còn dễ hơn là thở. Vâng, tôi đang đóng vai người binh vực quỷ đây. Chắc thiền sư hiểu. Sư phụ, không không, không sao. Xin cứ hỏi bất cứ điều gì. Vâng, nhiều ngàn người đang lắng nghe. Có lẽ họ cho rằng những gì thiền sư nói có thể sẽ bị hiểu là kiêu ngạo. Thiền sư biết cách. Do đó, có thể chỉ cho mọi người hay là thiền sư muốn nói làm như tôi thì tất cả chúng ta sẽ được cứu rỗi và lên thiên đàng. Rất nhiều. Sư phụ, Thượng Đế không phải để cho chúng ta tranh luận ngay cả thảo luận. Chúng ta chỉ cần ngồi xuống rồi tôi sẽ cho quý vị biết. Bây giờ quý vị sẽ thấy được Thượng Đế. Quý vị làm như vậy. Nếu không thấy được Thượng Đế thì cho quý vị giết tôi đi. Sư phụ và phỏng vấn viên cười. Nó dễ như vậy đó. Thánh Kinh đã nói là thiên quốc ở trong quý vị, đúng không? Vâng, thưa đúng. Sư phụ, Thánh Kinh nói rằng chúng ta là đền thờ và Đức Thánh Thần ngự trong chúng ta. Vậy thì ngoài Thượng Đế ra còn ai khác ở trong đó nữa? Nếu Thượng Đế ở trong chính quý vị thì tìm không dễ sao? Ngài đã ở đó rồi. Vâng, dạ, nếu họ tin vào Thánh Kinh, còn những người thích tin Kinh Koran hay Kinh Bhagavata, vân vân thì sao? Sư phụ, cũng giống vậy thôi thưa bà.
nó đều hướng về cùng một sự khai ngộ, biết nguồn cội của chính mình. Quý vị có thể gọi nó là Phật, Thượng Đế hay Allah, chẳng sao. Cũng giống như gọi người mình thương bằng nhiều tên khác nhau, người yêu hay bánh mặt. Thậm chí họ còn dùng những danh xưng khác nhau trong những ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta thông dịch tất cả những tên này ra rồi tranh luận với nhau rằng Đức Phật cao hơn hay là Đức Chúa cao hơn. Thật ra cả hai danh từ này là tiếng Do Thái và tiếng Phạn có cùng một nghĩa, vị thánh đã khai ngộ. Trích từ bài phỏng vấn truyền thanh SAFM Phụ nữ ngày nay, Master Thanh Hải Vô Thường Sư trả lời tại Cape Town, Nam Phi vào ngày 2 tháng 12 năm 1999, nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 110.